Vâng, và xin chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Mario. Hôm nay trở lại kênh của nhà em thì có về thêm một cái mẫu sản phẩm hoàn toàn mới. Nó cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm và đập hộp. Thì ngay bây giờ hôm nay em sẽ đập hộp cho các bác tham khảo xem cái mẫu đây là mẫu dàn như thế nào. Đây là một mẫu âm ly đa kênh xem phim nghe nhạc đền ông heo AVR không nhá. Đền ông heo AVR. Sản phẩm này là sản phẩm mới tinh 100% nguyên hộp và đương nhiên rồi, nhà em thì lúc nào cũng có những mức giá rất tốt cho các bác. Sản phẩm này đang bán ở thị trường có giá từ khoảng 19 cho đến 21 triệu 500. Thì nhà em sẽ bán với giá với mức là 15 triệu cho chiếc này. Đèn ông heo này rất là hay và rất nhiều tính năng hay ho. Thực ra đây là một món đồ công nghệ các bác nhé. Nhiều bác hỏi tại sao mà nhỏ mà đắt thế. Bởi vì là những đồ công nghệ như điện thoại hay là những thiết bị smart thì nó rất là nhỏ gọn. Nó rất nhưng mà cái tiện ích của nó rất là nhiều. Thường là như thế, những đồ công nghệ thì thường thường nhỏ gọn nhưng mà giá trị rất là cao. Và chúng ta sẽ sử dụng được rất nhiều tính năng hay của nó. Do đó là trong những video trước thì các bác từng nghe đến cái hệ điều hành heo, thì đây cũng là một chiếc cũng có hệ điều hành heo và do đó là nó sẽ tạo thêm một cái hệ sinh thái đồ đồ điện tử, đồ gia dụng thông minh trong nhà. Các bác có thể chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại có thể điều khiển được tất cả mọi thiết bị trong nhà, từ thiết bị âm ly nghe nhạc đến thiết bị xem phim, tất cả mọi thứ. Đây là cái hay và sau này công nghệ cũng đã phát triển và sẽ hướng tới những thiết bị công nghệ đa phương tiện như thế này. Và ngay tôi sẽ mời các bác cùng em đập hộp luôn. Mới tinh các bác nhá, mới tinh 100% và sẽ bảo hành chính hãng cho các bác trên toàn quốc. Với mức giá là 15 triệu các bác. Đây là một sản phẩm mà em sẽ đập hộp vào tí nữa. Tí nữa em sẽ có thêm một clip để ghép cho các bác một cái bộ Zamo S807. Đổ xuống. Đấy. Sách túi sách như rất chuyên nghiệp. Đấy, có nhìn được rất nhiều cái biểu tượng hay ho. Wow. Hộp rất đẹp. Đây các bác nhá, một cái hộp khác nữa và sẽ khui tiếp hộp này ra, mở hộp ra luôn. Đây, một chiếc một quyển sách hướng dẫn này, một quyển sách hướng dẫn cho các bác này, cái này còn nguyên tem nguyên bác hết. Chúng ta sẽ có thêm một cái hộp đựng phụ kiện. Hộp đựng phụ kiện nhé, hộp đựng phụ kiện bao gồm một chiếc điều khiển này, to nhỏ âm lượng, chuyển chế độ 1, 2, 3, 4, 5 chế độ người sử dụng chế độ xem phim đấy, một sợi dây cáp mạng này, một sợi dây nguồn, một sợi dây HDMI này, một sợi dây quang thì phải, đây là sợi dây quang và một sợi dây 3.5. Nói chung là sẽ đất tất cả thiết bị sẽ đủ hết cho các bác chỉ việc dùng thôi, chúng ta rất là tiện ở đấy. Và cuối cùng sẽ là một chiếc âm ly AVR đèn ông heo. Wow. Sáng bóng các bạn. Em nhìn thấy màu nhôm. Đây. Sáng bóng luôn. Đây. Đây chính là sản phẩm chiếc đèn ông heo này. Với cái phần thiết kế này không biết là bằng nhôm hay bằng gì nhưng mà thấy nặng lắm đấy. Em sờ phải nhôm không? Kim loại đúng không? Kim loại. Phần toàn bộ cái này có lẽ là bằng kim loại các bạn, rất nặng. Và phần này cũng nằm cái cách tản nhiệt lớn, tất cả tấm nhôm, tấm kim loại lớn này. Mặt trước thì bằng nhựa tổng hợp. Quay cho bác xem mặt sau luôn này. Thì, mặt sau đây. Mặt sau thì các bác nhìn nhá. Mặt sau thì có rất nhiều tính năng hay. Có 5 đường loa này. Đây là bộ âm ly AVR 5.1. Một đường subwoofer, một đường line in 3.5. Đây này đường cắm USB. USB về đường network, dây nguồn. Đó, thì nói chung là cơ bản là như thế. Và bây giờ cái clip đồng hồ của em xin phép dừng lại tại đây. Và tí nữa sẽ review kỹ hơn cho các bác cái sản phẩm này. Con này có là đường HDMI đây. Rồi đọc nhạc DSD, đọc ổ cứng các kiểu. Nói chung là đủ hết, trong một sản phẩm này sẽ đủ hết chức năng. Các bác nhá. Lát nữa sẽ ghép cho các bác một cái bộ, đó là ghép cùng bộ Zamo S807 và xin các bác hãy chờ tiếp những video của em tiếp theo. Sản phẩm này sẽ là mới tinh 100%, em xin nhắc lại là gì? Giá của nó sẽ là gì? Là 15 triệu hàng mới nguyên hộp và các bác có thể đặt mua hàng qua số 0964801493 các bác nhá, để có thể đặt mua hàng hoặc các bác vào kênh Facebook của em. Bờ Mario hoặc bác vào kênh Zalo của em có thể. Ok, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.